2009 bản V số tự động nhé, trang bị khối động cơ 2.0. Và em đang chào bán chiếc xe với mức giá rất hấp dẫn này ạ, chỉ có 295 triệu đồng. Và hồ sơ vận chuyển toàn quốc, xem xe trực tiếp tại 189 phường Nghiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Quý vị anh chị các bạn quan tâm thì alo trực tiếp qua số điện thoại của em Loan 0976081669 nhé. Một chiếc xe Toyota rất là bền bỉ theo thời gian. Xe thì đảm bảo cho anh chị các bạn là không lỗi, đâm xô, tai nạn, lực nước hoàn toàn là không có. Và được trang bị khối động cơ là 2.0 số tự động. Kia dung lượng của nó tầm 10 lít trên 100 km đường trường quay đầu. Đó, một chiếc xe rất đẹp chị nhá. Máy số zin, xe hoàn toàn là chưa hề có hiện tượng đâm va cũng như là ra máy. Tổng thanh chiếc xe thì mang cái tông màu vàng cát này chị nhá, đây chị nào. Tổng thanh chiếc xe hoàn toàn, anh chị các bạn yên tâm không phải làm cái dụng dùng gì luôn. Vì xe là bên em đã cho sơn tỉa để móng rồi, để tất cả các phần đèn cũng như là ốp gương đã được ốp mạ chrome rất là đẹp luôn. Và xe thì cái dòng xe số tự động không ai chạy dịch vụ taxi rồi, nên chị các bạn hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của xe thì nhá, không như những cái dòng đã chạy qua dịch vụ taxi. Tôn màu của xe thì nhá rất là mỏng luôn, đó rất là mỏng và đăng kiểm còn khá dài với 15 chị này. Về cái phần tôn vỏ của xe nhá chị này, đó tôn vỏ rất là mỏng luôn. Đó, xe thì chỉ là sơn tỉa chị nhá, không phải là sơn phủ. Thường lưu hành trên xe thì chị các bạn đi cái dòng xe này rất hợp lý luôn. Đó, giá bây giờ rất là rẻ, 2.9 mà chưa đến 300 triệu chị nhá. Đây này chị này, giảm đến sau xe. Đó, đèn nếu là đèn theo xe luôn nhá. Đó, đèn theo xe luôn ạ. Đó, đèn hậu ạ. Về cái phần gầm xe nhá chị nhá. Đó, gầm xe này. Đó, gầm xe hoàn toàn không hăn mục cũng như là không có hiện tượng chảy dầu nhớt gì, rất là khô ráo. Đó, về cái hệ thống cốp này, xe thì em đã giới thiệu từ đầu rồi, xe đảm bảo là không có lỗi gì cũng như là hoàn toàn hệ thống xe nguyên bản này chị nhá. Đấy, keo chỉ cốp này, cốp cũng như tất cả các phần hệ thống keo chỉ ở cánh xe là hoàn toàn là nguyên luôn. Đó chị ạ, tất cả phần cột của xe nhá hoàn toàn là nguyên bản. Đèn hậu đây ạ. Đó, với cái chiếc xe 7 chỗ đấy, khoang ngồi rộng rãi kể cả hai hàng ghế cuối cùng, nhưng chúng ta vẫn chừa lại cái cốp để đồ đấy, để khá là nhiều đồ luôn chị nhá. Chúng ta để được tầm 3 cái vali đây. Đó, rất là rộng rãi đối với dòng Innova. Innova thiết kế rất là rộng luôn, 4 dàn lốp mà cũng còn tương đối là mới đấy chị ạ, khá là dày dặn luôn này. Đó, 4 dàn lốp như nhau luôn chị nhá, đều nhau luôn. Đó, cua lốp không than mòn. Còn cái phần ngoại thất của chiếc xe, nếu quý vị anh chị các bạn quan tâm đến mẫu xe thì có thể alo trực tiếp cho em qua số điện thoại. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là video và giấy tờ cho quý anh chị các bạn tham khảo mẫu xe này đến tâm sở hữu nhé. Đấy, phần cánh này không có hiện tượng là va chạm gì luôn chị nhé, không có hiện tượng là va chạm cánh gì luôn. Nên là cái hệ thống keo chỉ của xe hoàn toàn là nguyên bản. Đó, nội thất rất là rộng. Thì một chiếc xe sử dụng từ năm 2009 trải qua 12 năm sử dụng thì nội thất nó không còn mới chị nhá, và đã được bọc mới hoàn toàn hệ thống mới. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, nội thất mới nhá. Đây, hai vùng điều hòa độc lập này, rất là mát luôn. Đó, số tự động. Đây chỉ có chưa đến 300 triệu. Đó, chưa đến 300 triệu đồng anh chị nhá, một chiếc xe số tự động này chị ạ. Hộp số tự động nguyên bản theo xe. Đó, nguyên bản nhá. Vô lăng đây chị ạ. Vô lăng nhìn rất đẹp luôn. Đó. Đầy đủ màn hình. Đó, cam hành trình nhá, có đầy đủ cam hành trình luôn. Đối với cái dòng Toyota Innova thì cũng không phải chúng ta không phải nhắc đến nhiều. Vì là cái dòng xe nội đồng cối đá rồi, nó rất là bền. Nó rất là bền luôn. Đó, mà đồ thay của cái dòng xe nó rất là nhiều và có sẵn thôi chị nhá. Và có sẵn luôn. Đấy chị ạ. Xe order chuẩn là 16 vạn này chị nhá. Đó, order vào chuẩn là 16 vạn. Đó, điều hòa rất là mát luôn. Đó. Một chiếc xe với cái mức giá chưa đến 300 triệu mà bên em có bao gồm phí hồ sơ vận chuyển.
hoàn toàn là chưa ra. Tất cả các phần răng của xe này, phần đầu xe nhá, là nguyên bản luôn. Đó. Máy nổ rất là êm mà cái khối động cơ là 2.0. Hoàn toàn là không hề có hiện tượng rung lắc gì, bôi thừa. Răng của xe này hoàn toàn là nguyên nhá. Và đèn là đèn theo xe. Ra không nguyên bản luôn. Đó. Quý vị anh chị các bạn lần đầu theo dõi clip của Hoan nhớ đăng ký kênh. Các nút thông báo màu đỏ bên phải màn hình để theo dõi những clip mới nhất được đăng lên. Nếu biết muốn biết thêm thông tin chi tiết rõ hơn về mẫu xe, quý vị anh chị các bạn có thể kết nối Zalo cho em qua số điện thoại 0976 08169 để gọi video về chị các bạn xem thực tế của mẫu xe luôn nhé.